ta cùng đi vào phần đọc của ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ luyện cái kỹ năng đọc của mình này. Reading. Reading. Ok, ở phần này thì ở trên đây nó có một cái biểu tượng audio này. Thì các bạn nếu mà muốn nghe audio ấy thì các bạn hãy lên trang website của English A Mom. Thì ở đó các cô đã cung cấp đầy đủ các cái audio này, file ảnh sách để cho các bạn theo dõi dễ hơn này. Ok. Rồi khi ở cái phần đọc này thì các bạn có thể tự luyện đọc ở nhà nhưng mà ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện đọc cùng với phân tích âm làm sao để cho các bạn có thể đọc đúng nhá. Ok. Rồi khi mà luyện đọc như thế này thì bút của cô chỉ đến đâu thì các bạn cũng sẽ nhìn theo đến đấy này. Tay ghi xuống vở đến đấy này. Ở đây cô đánh dấu các cái phần âm này, kỹ thuật âm này. Thì bạn nào chưa biết đến các cái kỹ thuật âm này hay là những cái phiên âm này thì các bạn hãy cũng quay vào trang website englishmum com tìm đến cái phần luyện phát âm và học các cái bài giảng đó thì các bạn sẽ hiểu được những cái gì mà cô viết ở đây. Alright, rồi bây giờ mình cùng bắt đầu với nhau nhé. Rồi, ở bài đọc của chúng ta ngày hôm nay. Ok, sentence number one. My name's My name's ở đây sở hữu cách S được được đọc là z Ok, my name's Emma. Đó, ở đây cô cũng đã đã ghi chú vào đây rồi. Alright, các bạn nhìn theo bút nhé. My name's Emma. Ok, this is. Ok, this th ở đây, th ở đây chúng ta sẽ đẩy lưỡi này. This và ending sound ở đây s nó sẽ là âm s. Cô cũng đã chú thích nhỏ dưới này rồi. Các bạn có nhìn kỹ không nhỉ? Ok, this is. Ok, s ở đây chúng ta sẽ đọc là âm z. Okay, this is my school bag. My school. Okay, ở đây có chữ L ở phía cuối từ này thì chúng ta sẽ uốn cong lưỡi này để phát âm bật cái âm đó. Okay, sorry. School. Okay, school bag. Next one. Tên tôi là Emma. Đây là cái cặp sách của tôi, đúng chưa? Alright. Sang đến câu số 2 này, sentence 2. This is Ok, TH chúng ta cũng đẩy lưỡi tương tự như this is e ở bên này This is Chúng ta có dễ bật S ending sound của cuối từ this Và is Z ending sound ở is Ok My pencil case Ok, pencil ở đây lại có chữ L ở phía cuối Thế nên chúng ta cũng sẽ uốn cong nhẹ lưỡi ở phía cuối từ nhé Ok, case SE là dấu hiệu của âm S Thế nên là chúng ta sẽ bật ending sound S ở đây case ok it's green it's green ok ở đây it's là âm s vậy chúng ta sẽ đừng bỏ qua cái ending sound này nhé các bạn nhé it's green it's green ok đây là cái hộp bút đựng bút của tôi và nó màu xanh alright tiếp đến tìm câu số 3 này And this is my pencil This th chúng ta cũng đẩy lưỡi tương tự với ending sound s ở cuối của từ this Và ending sound z ở cuối của từ is Ok, my pencil Và ở đây chúng ta lại nhìn thấy chữ l nữa, đúng không? Chúng ta sẽ uốn nhẹ lưỡi ở cuối từ And this is my pencil Ok, next one Và đây là chiếc bút chì của tôi ở Đây, chiếc bút chì màu đỏ đây các bạn ơi Ok, tiếp theo đến câu số 4 này, sentence number 4. This is, lại this is nữa thì th chúng ta đẩy lưỡi này, s chúng ta, đúng rồi, bật ending sound, và z chúng ta cũng sẽ bật ending sound. And this is my blue pen, ok, my blue pen, và đây là cái bút màu xanh của tôi. And this is this they chúng ta đẩy lưỡi but ending sound s và that okay this is my pink pen ở đây có đánh dấu ending sound pink pink pen okay pink pen và đây là chiếc bút màu hồng của tôi chiếc bút màu xanh và chiếc bút màu hồng này next number five look at this look at các bạn nghe thấy cô đọc như thế nào nhỉ cô đọc nối âm đúng không các bạn phụ âm của kết thúc của từ đằng trước sẽ nối với nguyên âm bắt đầu của từ đứng sau và chúng ta sẽ nối âm k với a uh, look at look at và đừng quên cái ending sound của từ ất này nhé đây ending sound ok look at this th chúng ta cũng đẩy lưỡi và bật ending sound s của ở cuối từ ok is a robber Either ở đây cô cũng nối âm này. Is the robber? It's the robber. Okay? It's the robber. Ở đây chữ u đọc sẽ là âm a. À, robber. Và đây là cái tẩy của tôi. Next one. Number six. Can I see your bag? Can I see your bag? Okay, ở đây chúng ta cũng sẽ nối âm này. Nguyên âm i nối với nguyên âm n ở ở từ đằng trước. Can I? Can I? Can I see your back? Can I see your back? Okay. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đọc lại với nhau một lượt nữa nhé. Để xem các bạn đã luyện được các cái kỹ thuật âm này chưa nha. Okay. My name is Emma. This is my school bag. This is my pencil case. It's green. And this is my pencil. This is my blue pen. And this is my pink pen. Look at this. It's a rubber. It's a rubber. Okay. Can I see your bag? Can I see your bag? Okay. Ở đây là một câu hỏi. Yes, no question. Vậy nên là chúng ta sẽ xuống ngữ điệu ở đầu câu và lên giọng ở cuối câu. Các bạn nghe lại nhé. Can I see your bag? Can I see your bag? Okay. Rồi, phần bài tập ở bên dưới là chúng ta sẽ nhìn vào các cái từ vựng này. Rồi các bạn xem bên trên bài đọc của chúng ta có những từ vựng đấy hay không. Nếu có thì các bạn sẽ put a tick, các bạn sẽ đánh dấu tick, còn không thì các bạn sẽ put a cross, các bạn sẽ để dấu x vào đó. Đây, như đề bài đã nói. Rồi thì các bạn ở cái bài này thì các bạn sẽ tự làm bài tập ở nhà.